Chào các bạn trở lại với video tiếp theo của Canfit Củ Chi. Hôm nay mình nhận được một cái con Dell 1558 nha các bạn. Dell Studio 1558. Mã main của nó là DAF-M9 BMB 6D0 Review D. Hiện trạng của con này đó là mình kích nguồn dòng ăn khoảng 0.4 máy nha các bạn. Dòng ăn khoảng 0.4 máy. Rồi, bây giờ mình sẽ cắm nguồn và mình kích cho các bạn xem cái đồng hồ cấp dòng của mình nha các bạn. Rồi, các bạn quan sát là thấy cái đồng hồ ăn dòng khoảng 0.48 nha các bạn, 0.47, 0.48 và đơ. Không có nhảy dòng nữa nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành mình tháo men ra và kiểm tra sửa chữa nha các bạn. Mời các bạn theo dõi tiếp cùng mình. Rồi, sau khi mình gỡ cái men ra nha các bạn và mình kiểm tra sơ bộ cái men thì mình nghi ngờ là nó sẽ bị lỗi cái khu vực này nha các bạn. Mình nghi ngờ là lỗi cái con IC nguồn CPU nha các bạn. Đó. Đây là cái con machine nha các bạn, 17036 BU2 nha các bạn, machine 17036 BU2. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ thay thế cái con này nha các bạn, xem là cái tình trạng nó có nguồn CPU hay không. Rồi, sau khi mình thay thế con IC nguồn CPU nha các bạn, machine 17036 BU2 nha các bạn. Sau khi mình đã thay thế cái con này, bây giờ mình sẽ cắm nguồn và mình kích nguồn cho các bạn xem
là dòng nó còn ăn 0.4 mấy không nha các bạn. Đó, và có nguồn servo hay không. Rồi bây giờ mình sẽ cắm nguồn. Rồi các bạn quan sát đồng hồ của mình. Rồi bây giờ mình sẽ kích nguồn nha các bạn. Rồi, các bạn quan sát là máy đã có dòng boost nha các bạn. Máy đã lên 1.0 mấy rồi nha các bạn. Đó, 1.0 mấy ampe. Rồi bây giờ mình sẽ đo xem có nguồn CPU không nha các bạn. Rồi các bạn quan sát. Rồi, có nguồn CPU nha các bạn. Như vậy là máy đã có nguồn CPU. Rồi ok. Ok, như vậy là máy đã có nguồn CPU nha các bạn. Rồi. Bây giờ mình sẽ gắn màn hình vào xem máy có xuất hình không nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ gắn màn hình xem máy có xuất hình hay không. Rồi, các bạn quan sát cái màn hình của mình. Rồi, máy lên hình nha các bạn. Ok các bạn, như vậy là máy đã xuất hình. Rồi, như vậy video mình đến đây đã kết thúc nha các bạn. Nguyên nhân ở cái con Dell Studio 1558 là do bị lỗi cái con IC nguồn CPU nha các bạn. Sau khi mình thay thế con IC nguồn CPU con BU2 MAT 17036 thì máy đã có hình. Rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.